Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lanh đang có mặt tại trung tâm thành phố tỉnh Thái Bình, tại gia đình nhà anh Hoan. Anh cũng là một người rất đam mê về các cái dòng sản phẩm đồ gỗ và đặc biệt là các cái sản phẩm nói về tranh. Trong gia đình anh đang dùng rất nhiều các cái loại tranh như tranh cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt và quạt tứ quý, tranh đồng quê và bộ bàn ghế Âu Á Tây Hồ. Anh cũng đã mua cách đây một vài năm tại làng nghề La Xuyên và được chạm đó là CNC. Thì ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại gia đình để bàn giao cho gia đình một bộ tranh tứ quý được đục tay thủ công kênh bong sắc nét. Và anh cũng có chia sẻ là anh đã dùng rất nhiều các cái sản phẩm CNC thì nó sẽ không được đẹp. Và anh đã quyết định đặt hàng tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh một bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Mà trong video clip trước, cơ sở đã giới thiệu về phần mộc cũng như phần hoàn thiện. Hôm nay chúng tôi đã có mặt tại gia đình để bàn giao. Và đây là toàn cảnh cũng như bức ảnh chân dung của gia đình. Được biết anh cũng là một người rất đam mê về đồ gỗ. Và đây là quang cảnh phòng khách của gia đình anh. Kệ tivi bằng chất liệu gỗ hương, kệ mõ đồng tiền và bộ bàn ghế Âu Á Tây Hồ được làm từ chất liệu gỗ gụ và bức tranh đồng quê. Bộ tranh tứ quý bằng chất liệu gỗ gõ đỏ sẽ được kê sát vào bức tranh đồng quê. Và trong video clip trước, tôi đã giới thiệu các cái kích thước thông số của bộ tranh để cho quý vị cùng theo dõi. Tranh tứ quý này có chiều rộng nó là 42, chiều dài 1m36 và dày là 6 phân, được đục tay moi móc, đục tay kênh bong sắc nét, được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Và bộ tranh tứ quý này được các nghệ nhân hàng đầu gốc nghề điêu khắc thổi hồn vào gỗ. Và cuối video clip này chúng tôi sẽ ghim các cái video hàng mộc, hàng hoàn thiện khi chúng tôi quay tại cơ sở tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định để cho quý khách cùng theo dõi được chi tiết hơn cũng như tham khảo về các cái ý nghĩa của bộ tranh tứ quý. Bộ tranh tứ quý thì nó có ý nghĩa đó là tượng trưng cho các cái đức tính quân tử, đức tính ngay thẳng và còn là bốn mùa xuân hạ thu đông. Và chúng ta thường hay gọi là Tùng Cúc Trúc Mai, và nếu đúng treo theo phong thủy phải là Mai Trúc Cúc Tùng, vì cây mai nó là biểu tượng của mùa xuân sinh sôi nảy nở. Cành đây là cành hoa mai tại miền Bắc và nếu miền Nam thì nó là mai vàng. Toàn bộ được đục tay thủ công trên nền chất liệu gỗ gõ đỏ dày 6 phân, liền khối, liền tấm. Quý khách có nhu cầu làm về tranh tứ quý, quý khách liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi có nhận lắp đặt bàn giao trên toàn quốc và cũng thiết kế các cái mẫu mã đem lại cho quý khách hàng cái sự tin tưởng. Chúng tôi liên tục cải mẫu và vẽ mẫu các cái mẫu mã đẹp nhất và cũng tư vấn cho quý khách các cái chất liệu gỗ được bền nhất. Về chất liệu gỗ gõ đỏ, nhược điểm của nó chỉ là khó về phần chúng tôi thi công phần đục, nhưng khi chúng ta hoàn thiện thì nó lại có ưu điểm đó là màu rất là sáng và chất liệu gỗ rất là bền, bền hơn chất liệu gỗ hương đá hoặc gỗ gụ. Và đây là toàn cảnh của gia đình nhà anh Hoan. Anh đã dùng rất nhiều các sản phẩm từ chất liệu gỗ gụ tại làng nghề La Xuyên. Chúng ta có thể so sánh màu, chất liệu gỗ gõ đỏ đẹp hơn rất nhiều. Đối với anh, cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.